và mặt mọi người hay nhăn nhó. Tiền bạc thì nhiều khi không có, cuộc sống biết bao điều phải lo. Đoạn đường dài này ta đang bước, gia đình mẹ cha ở phía trước. Vui buồn giận hờn nào về nhà cũng sẽ qua mà thôi. Đường về có nhau từ nay cho đến mai sau. Đôi chân kia đi dù xa, ta vẫn luôn quay về nhà. Đường về có nhau, ngoài kia giông tố bao sâu. Nơi đây ta luôn yên bình, vì bên ta là gia đình. Yeah, 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 yeah. Vì bên ta là gia đình. Yeah, 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 yeah. Vì bên ta là gia đình. Ủa Tài, chị Chi con về nè con. Thằng này không có chào hỏi gì hết trơn vậy. Khoan đã. Trời ơi gì vậy? Con nhỏ này hư quá. À, trời à. Rồi làm gì đó, hồn dí gì chứ. Nè nè, định đi mua bánh với Lam luôn nha. Gì vậy? Trời, cái con này. Mua bánh mà cũng rủ rê đi. Mệt ghê. Đừng có bắt con dọn này nha. Chứ giờ ai? Trời đất ơi. Nhưng mà con không sợ đứt tay. Bóc từ từ. Nè, định đổi vô đi. Sao tự nhiên Ngũ Định đi mua bánh vậy? Thì ủa, Bộ Định không muốn đi mua bánh với Lam hả? Cái thằng nhỏ hồi nãy giật túi của Chi là Tài đúng không? Đừng có nói với Chi nha. Sao thằng Tài nó lại ra nông nổi này? Thì để nó đi, từ từ rồi Lam dạy nó. Từ nhỏ tới lớn, cái gì Lam cũng lo cho tụi nó hết. Lam định lo cho tụi nó thế chừng nào? Biết rồi, lên xe đi. Để Định chở cho. Hơi, Định mới về, đâu có rành đường đâu. Để Lam chở đi cho nhanh. Đi. Lên. Cảm ơn. Trời, đã khát quá. Lâu rồi mới được uống trái dừa ngon và ngọt vậy luôn đó. Ở bển cũng có dừa, mà Định thấy dừa Việt Nam mình là ngon nhất luôn. Làm đâu có đi nước ngoài hồi nào đâu biết. 10 năm qua Định đã cố gắng tìm cách để liên lạc với Lam, không được. Bộ Lam không xài Facebook hả? Lam đi làm đầu tắt mặt tối từ sáng sớm cho tới khuya mới về. Rồi cũng xài cái điện thoại bình thường á. Không có mạng, không lên mạng được.
Bữa nào mà nghỉ được chút á, mượn điện thoại của mấy chị trong chỗ làm thì lên mạng được. Phong cũng không xài Facebook luôn hả? Hình như vậy á. Hai người thiệt luôn á. Sống cái thời đại nào rồi mà không biết xài Facebook. Làm định tìm muốn chết luôn. Số điện thoại liên lạc định không biết tìm ai để mà xin số, để mà gọi về cho mọi người nữa. Ủa, hình như là Chi có số điện thoại của má Lam á. À Chi hả? Thực ra thì Định với Chi cũng mới gặp nhau đây thôi. Tại vì Định với Chi ở khác bang mà. Lúc đi làm thì vô tình mới gặp nhau, làm chung công ty. Để mà biết số điện thoại của Lam là Định liên lạc đâu rồi. Mười năm qua Định không về, Lam có giận Định không? Có gì đâu giận. Ra thì Định cũng muốn về đây lâu rồi, nhưng mà chưa có điều kiện. Tới lúc mà về được á, thì Định đã muốn học thật nhanh, làm việc cho thật tốt. Để khi mà Định trở về đây rồi á, là Định muốn về luôn, không có đi qua bên đó nữa. Alo, Định nghe nè Chi. Anh, sao anh với chị Lam lâu quá vậy? À, tụi em bị kẹt xe. Ừ, về liền nè. Ờ, cho ai xếp nha. Chi gọi. Ừ, vậy thôi chắc mình về đi ha. Ừ. Chị ơi, tính tiền. Của chị 30.000. Đây, má nấu chè hột sen con thích nè. Ủa con kiếm gì vậy con? Hả? Tiền con để trong túi đâu mất hết rồi. Mất tiền hả? Dạ. Hồi nãy con đi tới đây nè, con đổi một xấp tiền đô rồi con để trong cái túi này ngay cái ngăn này luôn. Nhưng mà bây giờ con không có thấy nữa. Trời đất ơi. Cái thằng khốn nạn này. Ủa cái gì vậy má? Mày trả tiền lại cho chị mày liền ngay tức thì. Ủa tiền gì con có biết gì đâu, tiền gì quýnh cái bóp à. Tiền của chị mày nó trong nhà mà mày quýnh. Trời má ơi, khoan đã. Má cái gì vậy, con có lấy tiền của bà đâu? Mày không lấy vậy chứ ai lấy? Cái gì đây, cái gì vậy? Cái gì trong nhà ồn ào vậy? Quýnh con quá trời luôn á rồi. Trời ơi, sao quánh nó? Tự nhiên tiền đâu mất ở ngoài đó rồi đổ thừa con lấy. Trời ơi, tiền mất ở đâu sao đổ thừa nó lấy? Hả, con mắt nào mày nhìn thấy nó lấy? Vậy chứ trong nhà này nó không lấy thì ai lấy? Thôi, con mắt nào má thấy tôi lấy? Ừ, bằng chứng đâu mà mày nói nhỏ lấy mày quánh nó? Má đừng có bình nó được không? Má để cho con dạy nó. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Ê trời ơi, bây giờ mà đổ thừa nó hư là tại tao đó hả? Nè, đúng rồi, đổ thừa tao quánh nó đi, nó hư tại tao nè. Thôi mà, cái số tiền nó cũng không có lớn. Thôi coi như là con đi đường con làm rớt đi. Đó, tụi thấy không? Làm rớt ở đâu đó, cái về đây đổ thừa con nè. Ừ. Ai đổ thừa cho ai? Hả? Đúng không, đúng hay sao vậy? Xin lỗi, thằng này làm thì thằng này nhận. Đừng có về đây mà đổ thừa thằng này. Thôi, con đi về nha. Bữa khác con ghé. Sơn sát à. Đi con, đi chứ nào. Chị Hà ca, tao bắt được mày rồi. À, đau con bỏ tay con ra. Ăn cắp cho con la làng nữa hả?
mày không biết tao đánh cho mày biết. Chị, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy? Con nghe nè mẹ. Sao con gọi mẹ hoài không được vậy? Mẹ có chút chuyện cho nên mẹ đâu có để ý đến cái điện thoại đâu. Mà con gọi cho mẹ chi vậy? Dạ, thật ra thì cũng không có gì. Con chỉ muốn nói là con nhớ mẹ quá à. Xạo quá đi, mới đi có mấy ngày mà đã nhớ mẹ vậy rồi sao? Con có đi thăm gia đình bác Khánh con chưa? Dạ rồi, vừa về tới là con thăm liền á. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Sao nữa đây, sao lại cảm ơn mẹ? Cảm ơn mẹ đã quay trở lại và đưa con đi. Con giận mẹ hả? Dạ đâu có, làm sao mà con giận mẹ được chứ. Mẹ là tất cả của con mà. Hôm nay con gái của mẹ biết định mẹ đó ha. Thì con thấy thương mẹ thiệt mà. Con rất là biết ơn. Bởi vì nếu không có mẹ, con sẽ không bao giờ có được như ngày hôm nay. Mẹ cũng yêu con nhiều. Mẹ ơi, con có cuộc gọi khác, có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Con nghe nè má. À, Chi hả? Má đây. Cái số tiền đó đó, má sẽ bắt thằng Tài trả lại cho con. Dạ không cần đâu má, coi như của đi thay người đi. Không được, phải bắt nó, nhất định má sẽ bắt nó con trả. Con đã nói là không cần mà. À, rồi, khi nào con rảnh á thì con qua nhà ba má ăn cơm nha. Con thèm món gì má nấu món đó hen. Dạ vậy để con sắp xếp rồi có gì con gọi cho má. Con cũng hơi bận vậy nha má. Diệp ơi. Dạ. Mở cửa coi. Dạ. Làm gì đóng cửa vậy? Con thay đồ. Đi đâu? Con đi xem phim. Đi với ai? Đi với bạn. Đi. Chừng nào về? 10 giờ. Bảy. 9 giờ. 9 giờ sớm quá. 9 giờ về nghe chưa? 9 rưỡi nha má. Chào nè, má. Cái gì? Nè, Diệp. Xin lỗi anh, em đi chơi nha. Trời ơi, bực bội ghê vậy mấy đứa này. Ủa, má, nó chạy đi đâu mà dữ vậy? Nó hẹn bạn bè đi đâu mà. Con mua bánh su kem về rồi nè. Ủa, mọi người đi đâu hết rồi má? Con chị, nó về nó có công chuyện rồi. Dạ vậy thôi, con xin phép con về trước. Bữa sau con ghé thăm hai bác. À, cho bác gửi lời thăm mẹ con nha. Dạ. Hình như trong nhà có chuyện gì á? Lam cũng không biết nữa. Để chút Lam vô hỏi má coi sao. Bữa nay Lam không đi làm hả? Có, chút Lam đi làm ca đêm nè. Mà Lam làm cái gì phải làm ca đêm vậy? Lam sẽ nói cho Định biết. Nhưng mà không phải là hôm nay. À, muốn lấy lý do đó để hẹn Định một bữa nữa chứ gì. Thôi mệt quá à. Định đi về đi. Thôi được rồi, Định đi về. Có gì gọi điện thoại cho Định nha. Ừ. Bye bye. Như có chuyện gì hả má? Không. Con thấy má không được vui. Đời là bể khổ, có gì đâu mà vui. Nhưng mà hôm nay Chi nó về mà. À, nó không về còn hơn.
bậy hết sức rồi. Cái gì vậy? Đó, coi kìa, con nít bây giờ toàn là thứ quỷ quái không à. Thì nói ai vậy? Thấy không? Đó, hai đứa đó. Cái mặt non chẹt còn bún ra sữa vậy đó. Mà nãy giờ ôm nhau hôn ngấu nghiến không có chịu nhả ra luôn. Nói thiệt chứ máu điên chị lên tới đỉnh đầu. Không lẽ chị quay quần chị tát cho mỗi đứa mấy cái á. Thôi đi chị ơi, ba mẹ của nó không tán nó, thôi cho chị tán làm gì. Đó, bởi vì tán không được mới bực mình nè. Mà nói thiệt luôn á, mấy đứa như vậy bây giờ quá trời tán cách mỗi tay tán hết. Thôi, lo chuyện thiên hạ làm gì. Bây giờ mình lo tập trung làm công chuyện của mình nè. Không thôi lát bị chửi bây giờ đó. Trời ơi, bây giờ nói tới công chuyện mới nhớ. Không tin luôn á. Không biết công chuyện làm hoài mà giờ làm việc nó chưa hết. Nó mỏi. Làm gì vậy? Tập thể dục. Em không nghe tao nói hả? Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, hiểu không? Mình mới tập thể dục thể thao cho nó khỏe. Thế này giờ đau lưng nè, mỏi gối nè, nhức vai nè, mỏi cổ. Nhưng mà thôi nha, đừng tập ở đây nha. Hồi khách thấy là bị chửi đó. Quên cái vụ mà chụp hình. Chụp hình đó, năm câu thần chú chụp hình nhớ không? Chụp hình năm sự, chụp hình năm đó. Sự. Thôi. Hả? Bây giờ làm giùm chị đi. Chị kiếm cái hốc nào đó chị tập một chút xíu cho người chị nó giãn ra. Chứ đau lưng, đau dai, nhức lưng mỏi cổ quá nha. Okay. Cảm ơn. Ai muốn khoe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khoe đẹp thì phải tập thể thao. Vợ đã nói là vợ yêu chồng nhiều hơn. Chồng yêu vợ nhiều hơn mà. Ai yêu nhiều hơn? Chồng thích không? Đôi giày của vợ tặng á. Thích. Lần đầu tiên chồng được tặng một món quà to như này á. Vậy mai mốt á thì chồng cũng phải tặng cho vợ món quà đắt tiền giống vậy nha. Nhưng mà mẹ chồng khó tính lắm, mẹ chồng không cho chồng nhiều tiền đâu. Thì chồng tìm cách đi, chứ vợ đâu có nhiều tiền để mua quà cho chồng đâu. Chồng hứa, ok, chồng sẽ mua cho vợ một món quà siêu to khổng lồ. Được hứa chưa? Nha. Hứa. Nè, ai cho cậu hung nó, hả? Bà bị điên là sao tự nhiên mà đánh tôi? Đánh cái gì? Đánh thêm nó còn được á. Chị đi ra nha. Ra cái gì? Nè, chị thôi đi nha. Bà này là chị của em á hả? Em bảo chị của em là Việt Kiều mà. Tôi là chị của bé Diệp, hiểu chưa? Còn phải tránh xa em tôi ra. Thì chị em là Việt Kiều, còn bà chị này á, chỉ là giúp việc. Chỉ là giúp việc thôi. Diệp. Đi, nhanh lên. Em nói cái gì vậy? Đi. Đi cái gì mà đi, ngồi xuống. Đi đâu? Chị buông tay chồng tôi ra. Chồng hả? Đây là cái gì mà chồng? Chồng vợ vợ cái gì? Đây là vợ, đây là người yêu của tôi. Tất nhiên gọi là chồng rồi, cũng gọi là bố. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Bé Diệp là em ruột của tôi ha. Bây giờ cậu phải tránh xa em tôi ra. Không thôi thì đừng có trách tôi. Còn em nữa, bây giờ em đi về nhà với chị. Không thôi chị mét ba má đó. Đi, đi nhanh lên. Chị mét kệ chị, cho chị mét á. Là như sợi lắm vậy. Đi. Này, mà đây là chị em thật á hả? Trông nhìn bèo bọt như này. Còn hôi hám nữa. Bạn này làm lao công ở đây đúng không? Tại hồi đó không chịu đi học nên bây giờ phải làm cái nghề này nè. Đáng rồi. Đi. Diệp. Hả? Làm vậy hả con? Dạ thưa trời rồi. Ơi. Nội chờ con gần chết luôn vậy đó. Sao con, đi làm có mệt lắm không con? Nè, uống miếng nước đi cho khỏe nè. Bộ có chuyện gì hả nội? Không rõ nè. Bộ nội chăm sóc con vậy là có chuyện hay sao? Con hết tiền rồi đó. Nay chưa lãnh lương đâu. Ê trời ơi, công ty gì làm ăn kỳ cục vậy? Cuối tháng rồi mà không phát lương là sao? Thì con đâu có biết đâu. Mấy chị kế toán chị nói vậy á. Chứ không phải con có ý là không muốn cho nội mượn. Không có, con hết tiền thiệt luôn á nội. Nội mượn có vài ngày thôi cái nội trả liền hả? Hết tiền rồi, tiền đâu mà mượn. Mà gì
Má tính mượn tiền của nó rồi má đi quýnh bài nữa phải không? Gì đánh bài? Tao có công việc chứ bộ. Bộ mỗi lần mượn tiền là đi đánh bài sao? Nội! Trời ơi! Giật công việc gì mà công việc, con biết nội đi đánh bài á. Con biết chứ không phải không biết đâu. Nội đừng có đi đánh bài nữa. Đánh bài có gì hay ho đâu chứ. Con quỷ này, bữa nay mày tới mày mà cũng lên lớp dạy đời tao nữa hả mày? Dạ con xin lỗi. Con lỡ. Thôi con lên phòng đi. Dạ. Trời ơi, cái mặt không cho mượn tiền tao ghét. Mày làm ơn mày dạy con mày lại đi. Riết rồi tao thấy trong nhà này tao giống như là hoàng thái hậu bị nhốt lạnh cung vậy đó. Không biết tao có còn là bà nội nữa không, hay là ai bà nội nữa. Nhiều bà nội quá à. Thôi con nghỉ học đi. Bây giờ con Diệp nó vô lớp 1 rồi. Bây giờ phải có đứa nghỉ bớt chứ làm sao một mình má mới gánh nổi. Con không dám đòi đi học nữa đâu. Ba tỉnh lại đi ba. Trời đất ơi, siêng năng hết phần người ta rồi nghe chưa? Dạ, có gì đâu chị, cái này là công việc hàng ngày của em mà. Chị nói nghe nè, em phụ tụi chị dọn chợ như vậy á, tháng được nhiêu đâu, sao ráng dữ vậy? Trời ơi, em nói chị nghe, công việc nào mà bây giờ kiếm tiền được là em làm hết á. Ồ, giỏi dữ vậy. Trời ơi, em vậy là con gái mà còn giỏi hơn trai luôn á cưng. Mà nhắc tới con trai tức thiệt. Em dạ. Em vậy mà em giỏi hơn chồng nhà chị á em. Trời ơi, giờ em biết sao không? Đang nằm phè phở nhãn ngủ á, để chị bán đây mình rồi cưng. Dạ. Trời ơi, nhìn mà thấy thương thiệt chứ. Cho thêm hành nữa hả chị? Nè em, em cảm ơn chị Nghiên. Lần nào em mua đồ của chị cũng cho em thêm hết trơn á. Có gì đâu em, mối quen mà. Ghé ủng hộ chị đều đều là được. Dạ em biết rồi. Em về đây. Cảm ơn em. Dạ. Ba. Ủa con. Ôi. Trời ơi, ba phải cẩn thận đó. Mai mốt cái gì khó là phải để đó. Con về con làm cho, đừng có tự làm. Không có, ba tính hái mới rào. Thôi, không muốn hái rào gì hết á. Muốn hái rào đúng không? Giờ con hái cho. Hái mới rào vô nhà cho con nấu canh thôi. Thì con đi làm về con hái cũng được vợ. Với lại ba tính hái rào xong á, ba gieo thêm cải ngọt. Tại lần trước ba quên trồng. Ba. Hả? Phải chi... cuộc đời cũng vậy ha. Lần trước mình quên chồng thì lần sau mình chồng. Ý con là sao? Ý con là con bỏ lỡ nhiều chuyện quá. Có những chuyện
nó qua rồi. Nhưng mà khi mà mình muốn quay lại thì cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy con đã làm thử chưa? Con chưa thử mà, làm sao biết không làm được. Ở đâu có ý chí thì ở đó có con đường. Không bao giờ muộn để bắt đầu lại đâu con. Quan trọng là con có muốn hay không thôi. Chỉ cần con quyết tâm thì con sẽ biết mình phải làm gì. Mà nhiều khi con thấy khó khăn lắm. Chú con ha. Ví dụ giờ nè, ba gieo cái hạt giống rau muống xuống đây, rồi xong ba có phải lấp đất lại không? Tất nhiên là phải lấp đất lại rồi. Nếu mà con lấp đất lại á, thì cái hạt này á, nó sẽ đâm xuyên qua đất để mà nó lớn lên. Sao mình không để vậy cho nó lớn lên luôn? Đâu, mình phải lấp đất lại thì nó mới không bị khô, đúng không? Nó khô thì làm sao mà nó nảy mầm được. Con người ta cũng giống như hạt giống vậy đó. Phải vượt qua khó khăn mới có thể đâm chồi nảy lọc. Nếu mà không có khó khăn, áp lực thì người ta không thể trưởng thành được. Rồi, có đồ ăn sáng rồi nè. Hôm nay nhà mình ăn bánh canh nha. Của nội nè. Của ba. Ừ, cảm ơn con. Của má. Ừ. Chà, nhìn cũng ngon à, hấp dẫn quá ta. Trời ơi, nấu bánh canh gì á, vớt hoài em thấy bánh canh đâu. Nước rồi lỏng bỏng, bỏ chiếc xuồng vô bơi hoài mà không thấy bờ thấy bến gì trơn. Thịt thì đã ít rồi, thì thôi để nguyên miếng đi. Sắc nhỏ làm chi, vớt cái tháp trời không thấy miếng thịt nào trơn. Má, con thấy cũng ngon mà. À Lam à, con ngồi xuống ăn luôn đi con. Dạ, dạ. Ủa, Tài nó chưa thức dậy hả bà nội? Đừng có nhắc tới thằng đó. Chào ạ. Hoa, nhà mình nấu gì thơm như vậy? Ha, nhìn là biết có lộc ăn rồi. Tối ngày chị biết có ăn với ăn không? Trời ơi, trời đánh tránh bữa ăn. Để cho con nhỏ nó ngồi yên ăn ngon miệng cái coi. Thì má biểu nó trả tiền cho con chi đi. Rồi con im miệng lại. Đã nói là tôi không có lấy. Có chuyện gì mà sao ba không biết vậy? Ba hỏi má đó. Con là nói con không có lấy, mà cứ khẳng định con lấy là sao? Vậy mày không lấy thì ai lấy? Muốn nghĩ sao nghĩ, tùy. Muốn ăn bữa ngon miệng cũng không ăn được nữa. Má. Ê, đi cái gì vậy? Tao đi gì kệ tao. Cả nhà mình đang ăn cái gì vậy? Ăn bánh canh nè. Đồ của em nè, em ăn đi. Thank you. Chồng thích không? Đôi giày của vợ tặng á. Thích. Trời ơi, món quà này là món quà mà to nhất chồng được đặt luôn á. Vậy mai mốt á thì chồng cũng phải tặng cho vợ món quà đắt tiền giống vậy nha. Diệp, có phải là hôm trước em mua quà tặng bạn không? Nhiều chuyện. Diệp, chị Lan đang nói chuyện với con đó. Thì con cũng đang nghe mà. Đi vô đây nói chuyện với chị chút đi. Đi vô đây đi. Cái gì? Có phải là em lấy tiền của chị không? À! Dẹp, sao con đánh chị? Má hỏi bà. Bà đi vô phòng kêu con Diệp ra đây cho tôi. Sao nó đánh con vậy? Bà đi vô phòng kêu con Diệp ra đây. Mày hỏi cho rõ ràng chứ. Thì đúng rồi đó, mày hỏi cho rõ ràng mới biết chứ. Nói chuyện gì vậy? Dạ không có gì. Không có gì sao nó đánh mày? Ừ. Còn gì
con cứ nói đi. Thì tại hôm bữa con thấy em Diệp á đi trung tâm thương mại với bạn, rồi có tặng bạn đôi giày, mà con nghe nói là đôi giày đó mắc lắm, cả cả hơn 10 triệu luôn. Sao con biết là hơn 10 triệu? Giảm giá chứ vậy luôn hả? Đúng rồi, lần bữa là bán 15 triệu, hôm nay giảm giá bán còn 10 triệu à. Nói cho ba nghe coi, tiền ở đâu mà con có con mua đôi giày đó? Diệp, trả lời ba. Không. Tiền con để dành. Ở đâu mà con có nhiều tiền như vậy? Nó hỏi ngon. Thì nó để dành mới còn tiền, chứ đâu phải đi đánh bài với má đâu mà hết tiền. Thì mỗi ngày má cho con 50 ngàn đi học, con để dành 10 ngày là được 500 ngàn rồi. 500 ngàn? Thì con mua đôi giày đó có 500 ngàn thôi mà. Vậy? 500 ngàn? Dạ. Chứ nội nghĩ nhiêu? Con... Diệp, em mua đôi giày đó 500 ngàn thiệt hả? Dạ đúng rồi bà chị. Đừng tưởng cái gì mình cũng biết nha bà chị. Diệp, con nói thiệt không? Thì ba kêu chị Lam lên mạng tìm thử đi. Mà tìm thử giá giày fake á, chứ giá giày thiệt á, mắc tiền muốn chết. Nhà mình làm gì có tiền mà mua. Đó, ông thấy không? Nó mua giày giả chứ nó có mua giày thiệt ở đâu. Vậy mà nãy nhờ cứ dằn vặt nhỏ không. Vậy là con không có lấy tiền của chị Chi đúng không? Dạ tất nhiên. Chị đừng có mà đổ oan cho tôi. Chị xin lỗi. Xin lỗi hả? Xin lỗi nó nhỏ xíu vậy? Nói lớn lên. Má. Má cái gì? Tao nói không đúng sao mà má? Nó sai 10 rồi, còn binh vực cái gì nữa? Xin lỗi mà xin lỗi đàng hoàng, nó lớn lên cho bỏ cái tật nhiều chuyện. Chị xin lỗi, lần sau chị không dám như vậy nữa. Nó rủa mày đó Diệp. Nó tưởng mày là má nó nên nó không dám gì nữa. Diệp, còn con, con cũng có cái sai, là dù cho như thế nào đi nữa con cũng không được đánh chị. Như vậy là hổn. Con cũng phải xin lỗi chị Lam. Ba, chẳng lẽ chị Lam là chị nên muốn nói gì thì nói, còn con thì không hả? Nếu chị Lam làm cái gì sai, con có thể nói với ba. Chị Lam là con cưng của ba, lúc nào ba trả binh chị. Diệp, con không được nói vậy. Đứa nào cũng là con của ba, ba không thiên vị đứa nào hết. À, vậy bây giờ chị Lam làm sai rồi kìa, ba phạt chị đi. Thôi, chuyện tới đây là đủ rồi đó. Bây giờ ai đi làm thì đi làm, còn ai đi học thì đi học đi, chứ rồi ở nhà riết rồi có cái gì đâu mà ăn. Đúng rồi đó, ở nhà miết lấy gì mà ăn. Tôi cũng đi. Ủa rồi má đi đâu? Trời ơi má, má ở nhà giùm con cái đi. Má mà càng đi thì nhà này càng đói đó má. Ủa ngộ, tôi đi ra ngoài sân tôi đi vòng vòng mà mắc cái gì cái nhà này đói. Trời ơi, nói lẫn nhắc gì cũng nói. Tính giam hẳn cuộc đời tôi trong nhà này hay sao á. Bữa nay xui vậy đánh bài chắc chắn là đứt chết nè. Kỳ đà cản mũi gì đâu. Má ơi, cái nhà này đúng là không có lúc nào được yên ổn. Dạ thưa má, con đi làm. Phải chi không, tại nó con bị thương tật á thì bây giờ nó cơ cực đến như vậy.
con mạnh lành á thì gia đình này cũng được nhờ. Đừng nói ăn ngon, đi du lịch nước ngoài cũng còn được. Má, con đã nói là đừng bao giờ nhắc cái chuyện đó nữa mà. Má nói đúng đó. Hồi đó ông làm tài xế cái nghề đó hái ra tiền, mà từ lúc bị tai nạn do con Lan nó gây ra tới bây giờ ông làm gì? Ông đi rửa xe, lương 3 cộng 3 đồng, thành ra nhà mình mới suy sụp vậy đó chứ. Cái chuyện năm đó là lỗi tại tôi, là tôi bất cẩn mới xảy ra như vậy, chứ không phải lỗi của con Lam. Mình có cái gì cũng chút lên đầu nó. Với lại nó đi làm kiếm tiền, bao nhiêu tiền nó đem về nó lo hết cho gia đình mình rồi. Mọi người có muốn cái gì nữa? Cái gì? Nó đem 3 cộng 3 đồng về là đủ đó hả? Tới từng tuổi nó rồi, có làm được ra cái gì ra hồn dế gì chứ. Thấy chị không? Trời, bằng tuổi nó mà ta bay nhảy lên nước ngoài ăn sung mặc sướng, cứ bay trở về cái ăn sướng mặc sung. Chừng nào nó như chi đi rồi ai dám nói động gì tới nó. Mày đi làm sớm vậy? Sao mà ở đây giờ này? Lại có chuyện gì à? Có gì đâu. Qua đây chi vậy? Đương nhiên là phải có chuyện thì mới qua đây rồi. Này, này, ngồi. Cái gì? Cái gì vậy? Mày khùng hả? Tại sao? Được. Được cái gì mà được? Con chết hả? Tôi chuẩn bị giúp bà còn gì nữa. Giúp cái gì mà giúp? Giúp. Sau này mà bị ai dụ thì không mà trách. Ai mà dụ được tôi? Ai mà biết được? Lao quá, thôi tôi đi làm đi. À, từ từ. Này. Cái gì nữa vậy? Cà phê. Uống không? Lấy lại. Hả? Để nó đi. Để đó. Định gọi. Thì nghe đi. Alo, Lam nghe nè. Lam rảnh không? Định mời Lam đi ăn sáng nha. Lam phải đi làm rồi. Ăn sáng xong đưa Lam đi làm luôn. Lam tự đi được mà. Lam cũng muốn Định đưa đi làm hả? Không phải. Tôi không muốn Định biết chỗ làm của tôi. Dạ, thằng kia, đi ăn sáng rủ gái không vậy mày? Sao không rủ tao? Tao rủ gái, không lẽ rủ trai? Mày mà thích con gái, tao sẽ là con gái cho mày. Làm nha. Bậy. Anh đẹp trai à? Khi nào mà anh thấy cô đơn, hãy gọi cho em nha. Đây. Ô, môi giới bất động sản. Làm lâu chưa? Có làm được không đó? Mày nhìn mặt tao là mày biết làm được hay không? Nhìn mặt mày là tôi biết làm không được rồi. Ế lắm mày ơi, tao thành bản thân tao luôn nè. Lại tiếp tục nhây nữa. Tao là không được phải không? Ừ. Nhưng mà nếu mà mày gành về mấy cái môi giới bất động sản này á, thì tao nghĩ là mày với tao có thể hợp tác với nhau đó. Hợp tác? Lần này tao với Chi về nước là đang định khai thác cái mảng homestay. Khai thác về mảng homestay? Mày định đầu tư vào mảng homestay? Đầu tư thì chỉ một ít thôi. Cái quan trọng á là tụi tao muốn cung cấp cái ứng dụng kết nối giữa chủ nhà và khách hàng.
và quan trọng hơn nữa là cái ứng dụng có thể khai thác và quản lý thông tin. Nghe rất chuyên nghiệp đấy. Mà tiếc là ta chả hiểu. Không hiểu nó chuyên nghiệp là sao? Chính vì không hiểu nên là tao mới thấy chuyên nghiệp. Bớt xạo đi. Nhìn cái mặt mày là tao biết chàng trai vàng trong làng bán đất rồi. Mặt xạo xạo. Tao chỉ biết mấy chuyện tào lao không à. Tình yêu mà cũng biết bàn tay vàng. Bàn tay vàng biết sao không biết mày. Bạn mày mà cái gì cũng biết. Vào đây. Mày muốn hỏi tao cái gì? Hỏi em. Làm có quen ai không? Mày có quen ai không? Tự nhiên hỏi ngược là tao làm sao? Mày cứ trả lời đi. Dĩ nhiên là không rồi. Lúc tao đi, tao có hứa với Lam là tao sẽ quay về đây để lo cho Lam. Để mày vào càng thêm rắc rối, hiểu không? Tao đang nghiêm túc đó, mày đừng có giỡn nữa. Đừng có bàn ra giùm tao một cái. Ok. Nói được, làm được. Được nè. Nè, đây là chỗ làm của tao. Có cần gì thì mày cứ gọi cho tao nha. Mày làm ở đây thật à? Có gì không? Chị Lam. Chi? Chi? Lam làm gì ở đây vậy? Lam... Anh càng ở đây, chị Lam càng khó xử. Rồi có Phong nữa. Phong sẽ bảo vệ cho Lam. Có Phong bảo vệ thì không ai dám đụng tới Lam đâu. Mà sao tự nhiên anh trách em chuyện này? Này đâu phải lỗi của em. Về chuyện thuyết phục, anh cứ để cho em. Đúng rồi đó. Ăn ở trong đây đi. Lâu lâu mới có dịp mà. Mày có biết má mày thích ăn gì nhất không? Ăn cái bơ. Cho nên cái mặt tao tỉnh bơ à. Đánh bài thua, có người trả tiền giùm. Vui với sao không vui. Là lần sau lỡ như có chuyện gì thì phải nói với chị một tiếng. Cái nhà này nè, ăn cơm ngày ba bữa, nuốt còn trôi nữa mà. Tài, đi về nhà với chị. Đi. Con Quỷ. Mày đem nó lên đó, mày giết nó chứ mày cứu được cái gì. Bà. Chỉ có một cách đó mới có thể cứu em được thôi. Cứu nè. Tụi mình cùng cố gắng nha. Anh nghĩ là em thèm ăn mấy cái bánh này hả? Vậy chứ em thèm cái gì? Nội cảm giác là nội đang mệt tim. Nội bớt diễn đi. Bởi vì con không phải chị Lam. Con đi chơi đây. Nè. Bye bye. Dẹp.